Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa tuyên bố Mỹ tiếp tục viện trợ 2 tỷ đô la Mỹ dành cho quân đội Ukraine. Ngoại trưởng Blinken công bố trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại thủ đô Kiev nhân chuyến thăm của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới Ukraine. Khoản hỗ trợ này là một phần trong gói hỗ trợ 61 tỷ đô la Mỹ mà Washington đã thông qua cách đây vài tuần sau nhiều tháng tranh luận tại Quốc hội. Cụ thể, 1,6 tỷ đô la Mỹ có được từ dự luật hỗ trợ bổ sung đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hồi tháng trước và 400 triệu đô la Mỹ còn lại từ khoản hỗ trợ tài chính quân sự cho nước ngoài hiện chưa được phân bổ. Theo đó, Washington nêu rõ mục đích của gói hỗ trợ là cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cũng như đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong vài tuần tới. Cũng theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ và Ukraine có thể sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương sau khi thực hiện những bước đi cần thiết.